Sáng nay ngày 17 tháng 5, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ động thổ dự án đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp giai đoạn 3. Cùng dự có ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng một số đơn vị và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp giai đoạn 3, nâng công suất nhà máy từ 10.000 mét khối một ngày đêm lên 15.000 mét khối một ngày đêm. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 và sẽ được áp dụng công nghệ mới, các giải pháp tự động 4.0, quản lý kiểm soát chất lượng từ xa. Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hoàng Nghiệp cho biết, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp thời gian qua đã giải quyết cơ bản khối lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất của các công ty doanh nghiệp hoạt động tại đây. Tuy nhiên, tính đến nay, có khoảng 60 dự án đi vào hoạt động và 7 dự án đang lập thủ tục để đầu tư xây dựng. Do đó, việc đầu tư nâng công suất của nhà máy xử lý nước thải là rất cần thiết, đảm bảo xử lý triệt để vấn đề môi trường phát sinh. Qua đó, đề nghị thời gian tới, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và các sở ngành liên quan cần tạo điều kiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Riêng chủ đầu tư cần xây dựng đảm bảo tiến độ, có phương án thu gom toàn bộ nước thải trong khu công nghiệp để xử lý, không để xảy ra tình trạng nước thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường nhằm đảm bảo đời sống cho người dân khu vực lân cận trong thời gian tới. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp giai đoạn 3. Sáng cùng ngày, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã khai trương chi nhánh Sóc Trăng. Đến dự lễ khai trương có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank khai trương chi nhánh Sóc Trăng tọa lạc tại số 3840-40A đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng. Đây là chi nhánh thứ 68 của ngân hàng trên phạm vi cả nước. Đến nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã có trên 300 chi nhánh, phòng giao dịch với tổng tài sản hơn 20.000 tỷ đồng. Việc thành lập chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng của VPBank sẽ tạo thêm một kênh cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại lễ khai trương, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chúc mừng VPBank Sóc Trăng hoạt động ngày càng hiệu quả và đề nghị chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Sóc Trăng, các sở ngành liên quan, các tổ chức kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tích cực phối hợp tốt với VPBank chi nhánh Sóc Trăng, hỗ trợ đơn vị mới thành lập có điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh tiền tệ tại địa phương. Chiều ngày 17 tháng 5, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự cuộc họp với Hội đồng thẩm định nghiệm thu dự án cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự án nhằm bảo vệ hệ sinh thái cảnh quan tự nhiên vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. Dự án hướng đến 3 mục tiêu là xác định vị trí đường ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển ngoài thực địa, thiết kế vị trí cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển, cắm mốc lập hồ sơ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển, bàn giao cho các địa phương quản lý và xây dựng quy chế phối hợp quản lý. Phạm vi thực hiện dự án bao gồm 8 xã phường thuộc huyện Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Các thành viên hội đồng thống nhất thông qua dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Quốc Nam đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung dự án nhằm làm cơ sở để ngành chức năng có các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới.